Chào mừng quý khách đến với video trang trí nội thất cần hay muốn phần thứ hai. Trong phần 1, Quang Lâm nói sơ lược qua các phần như sau. Thứ nhất, gối trên sofa. Thứ hai, có nhiều điểm nhấn. Thứ ba, thử màu sơn. Thứ tư, chọn nội thất rẻ tiền. Hôm nay, Quang Lâm tiếp tục các phần còn lại. Phần thứ năm, trang trí hấp tấp. Một gian phòng thoải mái, hợp nhãn quan, cần thời gian để tổ chức và sắp xếp lại. Đừng quá hấp tấp, để mong ngăn nắp đâu vào đấy cho thật sớm. Đừng chọn màu sắc chất liệu, mẫu mã một cách vội vã. Một gian phòng đẹp sẽ từ từ biến hóa theo thời gian, theo lối sống. Đừng nên trang trí hoàn tất khi vừa mới dọn vào nhà, vì bạn sẽ lỡ nhiều cơ hội thấu hiểu không gian riêng của mình. Nếu chọn nội thất và các món trang trí dựa trên lối sống, bạn phải sống một thời gian trong không gian đó thì bạn mới cảm nhận được mình cần cái gì và cần những ứng dụng nào. Thứ sáu, nguồn ánh sáng. Đèn có nhiều thể loại dùng cho những công việc khác nhau như đèn trang trí, đèn đọc sách, đèn nhẹ trong phòng ngủ, đèn trong phòng làm việc, vân vân. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài cũng là một nguồn ánh sáng tốt cho trang trí. Hãy chọn đèn đúng theo nhu cầu của từng công việc. Cây đến, phần thứ bảy, cây cảnh. Cây xanh là một cách trang trí đẹp và có lợi cho sức khỏe nhất. Mỗi một căn phòng nên có một vài cây xanh. Tuy nhiên, phải chọn loại cây nào đúng với kích cỡ và ứng dụng của từng gian phòng. Đừng chọn những loại cây có thể mọc cao lớn hơn kích thước bạn ước chừng ban đầu, vì như vậy không gian sẽ bị ảnh hưởng. Kế đến phần thứ 8, chất liệu gỗ. Gỗ là một trong những chất liệu được chọn lựa nhiều nhất trong trang trí nội thất, vì nó thông dụng, tạo nên cảm giác thiên nhiên, trang nhã, thoải mái, mát mẻ khi sử dụng. Nhưng nhiều chất liệu gỗ xuyên suốt nhiều gian phòng có thể tạo nên phản ứng ngược, tạo một cảm giác cứng nhắc và thô ráp. Khi chọn gỗ làm điểm nhấn chính, nên tránh pha thêm những vật trang trí có màu cam hoặc đỏ, vì hai tông màu này sẽ làm màu gỗ thêm nặng nề hơn. Thứ 9, hình ảnh cá nhân. Không gian sống là của riêng bạn, và dĩ nhiên bạn có quyền trang trí theo ý thích của mình. Tuy nhiên, trong không gian chung như phòng khách, nhà bếp, đại sảnh thì không nên trang trí những hình ảnh có tính cách quá cá nhân, như ảnh trẻ con, ảnh chụp trong lúc đi du lịch, hoặc những bức ảnh chứa đựng nhiều cảm xúc hay chi tiết riêng của bạn. Điều này có thể khiến khách không thấy thoải mái. Thứ 10, một tông màu duy nhất. Chọn một tông màu chủ đạo là việc nên làm, nhưng cũng nên điểm thêm vài sắc thái trong cùng một tông màu đó để tránh sự đơn điệu và cảm giác một chiều phản lì khi sinh hoạt trong gian phòng đó. Màu sắc cùng tông với nhau giúp tạo thêm độ sâu, độ thoải mái. Thì quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111 hoặc vào trang nhà Quang Lâm .ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản.